Đó là các bạn ăn đi. Đây đây. Các bạn à. Và bánh mì với Ben nhá. Bây giờ Ben kiểm tra ăn đi, con ăn đi. Ben nhìn hay lắm. Ben kiểm tra ăn đi xong rồi đó qua cổng an ninh này các bạn. Và mới được mang đồ đoàn lên đó, bây giờ thì tàu ra tàu bay ở đây này, đây tàu bay ở đây. Tí nữa ra đây sắt vé lần nữa. Các bạn nhìn toàn cảnh này. Cái khách khách đang chờ đợi. Bạn đói bụng quá mà con? Dạ. Đói à? Lấy cái mũ này có tóc đẹp không? Cái mũ bạn sẽ tóc đẹp à? Có khẩu trang hả? Đấy, thấy chưa? Đây, đừng có lau. Không được lau luôn cô. Bỏ lấy hàng khẩu trang ra. Nó mới đẹp trai. Lúc nào cần thì đeo lại sao? Đói hả? Nó bỏ vào trong lòng mũ á. Ở trong lòng mũ á. Đấy. Quay mặt ra ra coi. Cái ngón tay đi. À. Tay đây mà. Đi lên thôi. Rồi, ăn đi con. Bên đây là những người mà sau khi kiểm soát an ninh xong là lên đây ngồi chờ máy bay các bạn này. Chờ hai như nhà Ben phải chờ mất tiếng rưỡi nữa mới lên được á, mới được lên máy bay á. Tí thì qua cái cửa kia. Đi qua cái cửa kia là đi ra, và đây là ra tàu bay nè. Ben đi ạ. Bạn lo nhìn đồ đây đây nhá. Đồ đây nhá. Chơi đây Ben, đi ra chơi đi. Đây rồi. 37 cả. Ông là 38B nha ông ơi. Đi khám phá khu này. Đây này, nãy Ben vừa check-in ở đây xong đúng không? À vừa không xuống ở đâu. Xuống là không được vào nữa luôn. Đi ra đi ăn đây. Điện máy cũng có phải nhanh không? Máy là con tầm đi làm gì? Đã xây dựng sau này tầm cao nữa. 5 tầng nhá, 7 tầng. À, các bạn phải đi qua cái cổng kia nhá. Máy quét này, máy soi này. Nãy Ben đi qua đó. Hiền bỏ cái điện thoại trong túi là phát hiện ra luôn á. Thấy không? Đâu có tỉ tao đây bẩn. Đó, đi qua chui qua đó là nếu mà các bạn mang những vật bằng kim loại hoặc những chất thì trên người là nó phát hiện hết, bắt phải qua cái máy thì phải máy đỏ đó nè. Đó, chui qua đó là để cái cô kia có cái camera ra có xem mà. Hai an ninh luôn luôn xem mà. Xem có mang hàng cống hay không, mang tí hay gì không. Đấy, hàng nước nôi không được mang đâu. Chỉ mang hàng khô thôi. Chất nổi chắc là bị bắt giữ lại hết. Đó. Chia đủ nước ngọt rồi. Đó, sau khi lên đây rồi là chỉ ngồi chờ ra tàu bay thôi các bạn. Đó là thông báo là mình đi. Ở đây có hai cửa nha Ben nha. Xe tàu bay của Ben là cửa 1. Thì bạn xem nha, có đồ gì nè. Ở đây người ta bán bánh gai này. Bánh gai nem chua này. Anh mua nem thành phố, anh mới mua trăm nem, 51 trên 0 á. Ăn ngon lắm. Cái nem em nó cũng to đó, nhìn nó to. Có cái nem này sao to thế? Nướng. Nó có ngon không? Ngon mà, nhưng nướng thì ăn không có bì. Nướng này nướng thịt không hả? Đây là đặc sản Thanh Hóa, quê Ben đây. Bao nhiêu bao tiền em? Bố 720. 30.000 một cái à? 4 bạt 12. Một cái này được có được 1 lạng thịt không? Được chứ. Chắc được 1 lạng đấy. Đúng là phải 2 lạng. Nhưng mà mình sẽ nướng ăn trong 5 ngày thôi à, không bỏ tủ lạnh à? Cái khi mà nó chín rồi thì anh bỏ tủ lạnh, anh nướng thì nướng chứ. À, nướng nóng ở ngoài là làm sao để biết nướng nó chín? Cứ đớt ở ngoài này là thế nó nóng trong ra là được hả? Dạ, nó chín. Ờ, đấy, có bán lẻ không hay bán ở cụm? Bán lẻ. Có bán cho cháu chai nước à? Con lại con mua cho xì chai nước. Lấy nước lọc đi con, đồng nước ngọt nữa, khát nước lắm. Nước suối này này. Mà không lấy cả phải cái giáp cả cái cách là bị càng kích thích đấy, không uống được đâu. Nước suối uống thôi nhá, cho đã khát nhá. Uống nước cam không? Ừ. Thôi đấy nhá, ừ, lấy sữa có sữa rồi. Hay uống nước 7. 20 một chai hả em? Đắt quá. À nước suối là mấy? Nước suối là 15, 5.000 chai bán 10.000 thôi, bán 15.000. Đắt gấp 3 lần. Đó. Yeah.
Cầm dưới này cho chị Búp ấy, là cầm máy quay cho ba để ba trả tiền. Nem kia rồi. Anh mua cái nem nước cho ăn đây con. Hả? Anh cầm đi. Ăn hết nem. Cầm đi, mẹ đừng có con. Không, con cầm. Ăn hết á. Ôi lấy mình cái đây thôi. Lấy mình mấy gai á. Cầm đi. Muốn ăn là lạ tí. Lạ tí cũng là nem chứ. Cầm đi. Nghe xem. Mẹ đừng có tắt. Không ăn hết được cái nem chua ấy. Lấy luôn chai nước mà chị. Nước nước nước. 5 gì mà cả mấy gai cả đó. Chị thông cảm đi, lấy mình bánh gai. Nó bảo là nước bắt đắt quá mà nè, nó bảo là không có Sài Gòn nữa, thằng Nga Sài Gòn không làm sao. Sân bay thì phải chịu thôi. Hôm nay đi bảo mua chai nước suối mà được quên sự nó đi. Hắn đi qua nhiều cửa. Em bán thì tìm đi mua cái sót. Em bán đây cho chủ thì. Anh cảm ơn nha. Bên đâu rồi? Rồi, bây giờ chào các bạn nha. Bye bye các bạn.